Bồ Đào Nha là một đất nước nằm ở khu vực phía tây nam của châu Âu, nổi tiếng với rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, cùng nền văn hóa, lịch sử, kiến trúc đặc sắc. Chính vì vậy, nơi đây luôn được xem là điểm đến lý tưởng dành cho du khách trên khắp thế giới. Nếu bạn có ý định đến Bồ Đào Nha để thăm thân hoặc du lịch trong thời gian dưới 3 tháng, thì nên xin visa lưu trú ngắn hạn. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu dịch vụ làm visa du lịch Bồ Đào Nha đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Bồ Đào Nha. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh không được đeo kính, khuyên tai. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và còn 2 trang trống để dán visa. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động dài hạn tối thiểu 1 năm, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép du lịch. 2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, xác nhận số dư tài khoản công ty và hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. 3. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Nếu bạn là người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Bản sao công chứng, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm với số dư 100 triệu, kỳ hạn trên 3 tháng. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về giấy xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay, bảo hiểm du lịch tối thiểu 30.000 euro, thông tin về thời gian và địa điểm của lịch trình du lịch. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.